Xin kính chào quý vị và các bạn. Đối với những cư dân mới chuyển đến sinh sống tại tòa nhà chung cư, việc đầu tiên là đăng ký thông tin cư dân tại quầy lễ tân. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình đăng ký thông tin cư dân tại tòa nhà Dolphin Plaza. Khi tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ phía cư dân, nhân viên quản lý sảnh thể hiện thái độ nhiệt tình và lắng nghe. Nhân viên quản lý sảnh cung cấp form đăng ký thông tin cư dân và hướng dẫn cư dân điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký. Nội dung của form đăng ký thông tin cư dân gồm địa chỉ của căn hộ, họ tên chủ hộ hoặc người đăng ký thông tin, số điện thoại của chủ hộ, email của chủ hộ, thông tin và số điện thoại của khách thuê nếu có. Ở cột dưới là thông tin những người thân trong gia đình, bao gồm tên, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú. Sau khi điền đầy đủ nội dung trong form đăng ký, nhân viên quản lý sảnh hướng dẫn cư dân ký tên. Khi cư dân đã hoàn thành form đăng ký thông tin cư dân, thì nhân viên quản lý sảnh tiếp nhận và kiểm tra lại, sau đó gửi form đăng ký lên ban quản lý tòa nhà phê duyệt và tiến hành cập nhật thông tin của cư dân.